Hoan chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luân lý và đời sống do Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, và như thường lệ đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Linh mục Agnes Nguyễn Văn Hưởng. Ngài nguyên là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và là giáo sư thần học luân lý. Con xin được chào cha. Chào chị. Dạ. Chúng con rất vinh dự khi ngày hôm nay cha đến với chương trình của chúng con ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là xưng tội và chừa tội. Dạ vâng, thưa cha, có một cái điều mà giáo dân của chúng con rất là băn khoăn. Đó là bởi vì như bản thân con thì cũng có rất là nhiều người bạn ngoài đạo Công giáo. Người ta vẫn thường hay hỏi con rằng là có phải rằng là đạo Công giáo thì được quyền xưng tội, cho nên là những người giáo dân vẫn thường hay ỷ lại vào cái việc được xưng tội đó, và thường hay mắc tội rồi lại sau đó được xưng tội lại lần nữa, cho nên là người ta cứ ỷ lại. Vậy thì cha nghĩ gì về cái điều này ạ? Cảm ơn chị đã có câu hỏi. Thì thưa chị, là rất là nhiều người hiểu cái điều đó, có nhiều người chỉ trích cho rằng người Công giáo có vẻ gian ác hơn, bởi vì nhờ xưng tội, nhờ phạm tội rồi xưng tội, hết tội rồi xưng tội nữa, thì như vậy có vẻ dễ phạm tội hơn. Thì phải chăng cái điều đó là đúng? Và nếu mà chúng ta hiểu như vậy là đúng thì chúng ta người Công giáo cũng dễ bị chỉ trích, đó là có người đọc kinh xưng tội nhiều nhưng đời sống gian ác cũng không kém. Ví dụ như trở nên gương mù gương xấu, ở trong nhà thờ thì đọc kinh lớn nhưng mà về nhà thì sống cũng không được tốt lắm với người chung quanh, thì như vậy thì xem ra cái câu đó nó lại đúng với những người này. Thế nhưng có phải như vậy hay không? Thế lại vậy không? Bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta hiểu sai về bí tích giải tội. Chúng ta chưa có làm đúng theo cái điều mà giáo hội muốn cũng như Chúa muốn. Và chúng ta có thể làm không hiệu quả cái bí tích rửa tội mà người giáo dân rất là thường sử dụng. Thí dụ như mùa chay, nhiều người xưng tội vào mùa chay, hay tháng 11 sắp tới lễ các thánh thì rất là nhiều người xưng tội, rồi trong mùa vọng, mùa Tết, ngày đầu tháng, rồi có người xưng tội hàng tuần. Như vậy thì phải chăng xưng tội là cái dịp để phạm tội nó dễ hơn, nhiều hơn? Thực sự ra thì vấn đề phạm tội nhiều thì không phải là do những người xưng tội nhiều là đúng như vậy. Nhưng mà đôi khi người ta phạm tội nhiều bởi vì người ta có một cái tật xấu. Người ta dễ phạm một cái tội nào đó, ví dụ như nóng giận. Thì có những người bình tĩnh hơn, gặp cái người khác nói điều khó nghe thì người ta cũng bình tĩnh hơn, người ta không nóng giận. Nhưng mà có những người thì không được như vậy. Thưa cha, con nóng giận với lại ông chồng của con, rồi ra mấy đứa con nói con cũng giận, rồi ra ngoài chỗ làm nói con cũng giận, nói chung thấy chung quanh ai cũng giận người đó hết trơn à. Thì cái gốc rễ của vấn đề đó là cái người đó có cái tính xấu là nóng giận, và xưng hoài cũng không hết về cái tội đó, bởi vì cái tính nóng giận nó nằm ở trong người của mình rồi. Cho nên cũng chưa chắc là đã xưng tội mà hết. Phải tập được cái tính bớt nóng giận, hiền lành, bớt nóng giận thì cái việc tội, xưng tội nó mới bớt được. Dạ, con cảm ơn cha. Rõ ràng là không phải mình được quyền xưng tội thì mình được quyền phạm tội. Dạ, quan trọng là mình phải có cái sự sửa đổi như thế nào. Có một điều con cũng rất là thắc mắc luôn, đó là ngay chính bản thân con cũng như là rất là nhiều bạn là giáo dân thì có một cái
giống như là mình bị xấu hổ á cha, khi mà mình đi xưng tội, rồi chính vì cái sự xấu hổ đó khiến cho tụi con dẫn đến cái việc là tụi con giấu tội, không có xưng hết những cái tội của mình. Vậy thì cái hệ quả, cái hậu quả của cái việc đó nó như thế nào cha? Cảm ơn chị. Trước tiên thì chúng ta hiểu Chúa Giêsu lập cái bí tích giải tội để cho chúng ta con đường sống. Có nghĩa là khi chúng ta phạm tội thì chúng ta đã chọn cái con đường chết, chọn cái con đường mà chúng ta thường hay nói đơn giản là xuống quan ngục đời đời kiếp kiếp đó. Thì nhưng mà không phải mọi tội đều có thể đi tới đó, không phải dễ mà có một cái tội trọng đến mức mà xuống quả ngục. Cho nên thường thường chúng ta có những cái tội nó nhẹ hơn, nếu mà quên một tội thì nó cũng không có vấn đề gì. Còn những tội nặng, thí dụ như giết người, như là phá thai chẳng hạn, thì cũng không dễ mà quên được. Hay là những cái tội như về ngoại tình, thì thực sự nếu mà người nào đã muốn có cái lòng sám hối, muốn chọn cái con đường sống như giáo hội đề nghị, khi chúng ta xưng tội chúng ta phải làm bốn sự đó: xét mình, rạn nang dốc lòng chừa, rồi xưng tội và đền tội. Thì khi chúng ta xét mình thì chúng ta muốn đi xưng tội thì chúng ta xét mình, khi xét mình thì mình coi xem cái hành động nào của mình nó đi ngược lại với cái con đường sống đó. Và nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta chọn con đường sống thì chúng ta cũng giống như người đàn bà ngoại tình vậy đó. Người đàn bà ngoại tình người ta đem tới, người ta ném đá chuẩn bị chết, ai cũng lên án hết, thì người đàn bà chắc ở nằm ở trong cái tình trạng coi bộ chết sống rồi đó, cũng nguy hiểm lắm. Thì người đàn bà đó sau cùng thì được Chúa Giêsu tha thứ và đề nghị là đi cái con đường sống, chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Đừng phạm tội nữa là chọn cái con đường sống. Thì tôi nghĩ nếu mà mình ý thức rằng cái chuyện chết sống á, thì tôi nghĩ cái dạng mà xấu hổ nó ít hơn. Nhưng mà nếu được á, thì mình đâu bắt buộc phải xưng tội ông cha này ông cha kia. Có ông cha mình thấy nó không xấu hổ thì mình xưng ông đó. Ai bắt buộc phải xưng chính cái ông mà mình quen quá trời rồi, thì gặp nhau hàng ngày thì mình nói cái ổng biết mình là ai rồi, thì đâu buộc phải xin ông đó. Những cái tội lớn thì mình có thể không tiện lắm thì mình xin những cái linh mục nào mà mình thấy tín nhiệm. Hay là hàng năm thì các cha xứ cũng thường mời các cha khác về giải tội, thì trong dịp đó là cái cố ý đó, để chúng ta có những cái tội mà khó nói với cha sở, thì hay là khó nói với cha mình quen thì có thể nói với ông cha khác, xưng với ông cha khác không có quen lắm. Khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã bắt đầu nhớ luôn luôn là mình xưng tội là chọn cái con đường sống, và cái việc xưng tội nó quan trọng ở những tội nặng, ở những tội nặng. Chúng ta thường thường thì cũng ít phạm tội nặng lắm, thường là mình ít khi giết ai lắm, lắm lắm vô nhà thờ ngủ gục rồi chia trí rồi này kia, mấy cái tội nó cũng nhẹ thôi. Thì nếu mình có quên thì cũng không sao, còn mình cố ý bỏ một cái tội trọng thì nó sẽ nặng, bởi vì mình không muốn xưng cái tội đó ra. Xưng tội là cách để chúng ta chứng tỏ mình là cái người thật lòng, thật lòng. Nhiều khi xưng một tội cũng được mà tôi hối hận về cái tội đó nhiều. Ví dụ mình phá thai thì mình cảm thấy dằn vặt năm này qua năm kia, thì có người xưng tội mỗi lần xưng là đều nói phá thai, bởi vì cái tội nó làm trong lương tâm của mình khoác khoải và không thấy tha thứ, đứa con của mình không tha thứ cho mình, cho nên cứ xưng đi xưng lại hoài. Thì linh mục sẽ tìm cách để mà làm cho người đó an lương tâm mỗi khi xưng tội xong. Thì thực sự ra một cái tội thì nó có những cái hậu quả của tội. Cho nên khi mình phạm một cái tội mà chị như chị nói hồi nãy nó xấu hổ đó, thì đôi khi là bởi vì cái tội đó bị người ta chê cười thì nó mới xấu hổ, chứ bình thường ra cũng không có gì.
Hay là mình cứ nghĩ mình là người thánh thiện, rồi thì mình xưng một cái tội nó hơi hơi bậy bạ quá, thì cảm thấy là nó xấu hổ, là mình cảm thấy con người mình nó mất giá, hay là với cái người kia họ xem mình, họ quan sát mình, họ tưởng mình là người thánh thiện mà mình xưng cái tội tội nó xấu quá, thì mình nghĩ là mình mất cái giá trị. Thực sự ra trong cái tòa giải tội không ai có thể nói được cái đó ra ngoài. Vị linh mục dù có biết ở trong đó cũng không được phép nói lại cho hữu nhân, cho cái người xưng. Tức là một cái người A lại nói xưng tội với linh mục B. Linh mục B dù có nhớ cái tội đó thì khi ra khỏi tòa giải tội, linh mục B cũng không được phép nhắc lại cái tội đó cho cái người A. Nó giữ bí mật kỹ như vậy đó. Ai phạm bí mật đó là giáo hội phạt nặng lắm, cho nên nó rất là kỹ. Dù có biết là người đó phạm tội tày trời thì cũng vui vẻ như thường, không có một cái hành động cử chỉ nào tỏ ra bên ngoài để cho người khác biết người kia phạm cái tội như thế. Mà trong cái đề tài hôm nay, xin phép thêm một chút về đề tài hôm nay, bởi vì nói tới cái sự chừa tội. Xin tội là có thể rồi mình xin tiếp, rồi mình phạm tiếp. Có những người thì xin tội rồi biết ngày mai mình phạm tiếp nữa, cho nên thưa cha thôi con xin tội ngày mai luôn cho rồi, để ngày mai không khỏi vô. Thì như vậy không nên, bởi vì mình xin tội là mình nói lại cái sự ăn năn thống hối của mình. Mỗi một tội chúng ta làm đó, thì chúng ta luôn luôn để lại một cái hậu quả. Để lại một cái hậu quả. Thí dụ tôi nói xấu người khác thì cái tiếng xấu đó nó qua bên này, nó qua bên kia, nó qua bên nọ. Đó là cái hậu quả của tội. Tôi nói xấu người khác, tôi đi xưng tội thì cha còn nói xấu người khác thì linh mục có thể tha. Nhưng mà cái hậu quả của tội nó còn dài, không biết tới chừng nào mới hết. Thành ra cái hậu quả nó quan trọng. Quá quan trọng là ở cái chỗ mình làm sao mình đền hết những cái đó được. Ví dụ một người chạy xe đụng chết một người thì đụng chết rồi thôi lo chôn cất, nhưng mà nhiều khi nó còn để lại cái hậu quả nó cũng lớn hơn. Đó là ví dụ người đó là trưởng của gia đình thì làm cho gia đình nó nheo nhóc, bởi vì cái người trưởng chết rồi làm sao mà nuôi mấy đứa con được. Cho nên coi nó vậy, mình mà nó để lại cái hậu quả nhiều khi nó cũng lớn lắm. Nhưng không phải là, hay là cái người mà làm thiệt hại cho người khác, thí dụ tôi làm hại thiệt hại cho người khác 100 ngàn, tôi đi thưa cha con xưng tội con có làm thiệt hại người khác 100 ngàn, được rồi, mình xưng tội thì xong rồi, nhưng mà cái hậu quả người kia vẫn còn chịu 100 ngàn thiệt hại nó vẫn còn đó. Hay là tôi ăn cắp của người đó 100 ngàn, thì mới khi tôi xưng tội rồi thì cái người kia vẫn chưa có 100 ngàn. Cho nên phải đền bù cái thiệt hại đó thì cái chuyện ăn cắp của tôi mới có thể đền bù được. Cho nên là có vậy chứ phạm tội liên tục rồi nó cũng khó cho cái người đó, khó cho cái người mà phạm tội hoài đó, thì nó làm cho cái đời sống của người đó càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng mắc nợ nhiều hơn, vết tích của nợ nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Một người nóng giận, một người nói xấu người khác, hết nói tới người này kia thì lúc nào cũng nghe cái người đó nói xấu người này, nói xấu người kia, nó tạo một cái hậu quả khá là không tốt cho cái người mà đã phạm những cái tội đó. Cho nên là nếu mình chừa tội được thì bớt. Thì thí dụ lần trước mình nói xấu 10 lần, lần này mình nói xấu 9 lần, 8 lần, 7 lần. Thì nó từ từ thì nó cái đời sống người đó sẽ khá hơn, cái người xin tội sẽ khá hơn.
Rõ ràng là khi mà cha đã nói lên những cái điều mà giáo dân tụi con thắc mắc, thì quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt là những bạn là giáo dân á, thì chúng ta cũng hãy dẹp bỏ đi cái sự xấu hổ khi mà chúng ta đi xưng tội. Và bởi vì sau mỗi lần mình xưng tội như vậy thì cái cảm giác mà mình có được đầu tiên á, là nó sẽ khiến cho cái lương tâm của mình nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Và điều đó nó cũng xoa dịu cái tâm hồn của mình. Và khi mà mình bước ra khỏi tòa giải tội rồi thì bản thân mình cũng sẽ hướng thiện hơn. Dạ, con nghĩ là như vậy. Con vẫn còn một điều mà muốn hỏi cha nữa. Đó là xưng tội là một chuyện, nhưng cái vấn đề là sau khi mà mình xưng tội thì người giáo dân cần phải làm gì ạ? Chung thì đôi khi đi xưng tội thì các cha thường giao cái việc đền tội, nó như một cái, hồi xưa thì nghĩ nó như một tòa án, cho nên xét xử rồi giao việc đền tội như bản án vậy đó. Nhưng mà nó không phải hoàn toàn như thế. Tội là nơi đó Chúa Giêsu giao hòa chúng ta, làm cho chúng ta, như chị nói, là được bình an. Rồi thì để chúng ta ra đi giống như người đàn bà đó, ra đi và đừng phạm tội nữa, một cái đời sống mới. Cho nên bí tích giải tội là bí tích giúp cho cái người ăn năn, cái người đó thoát cái quá khứ để hướng về tương lai. Bí tích giải tội không phải là để mà phạt hay là cái gì chính yếu, mà để cho người đó có dịp để mở về tương lai, quên đi quá khứ, quay về tương lai. Nên chính yếu là chỗ đó, như chị nói vậy là rất là đúng với lại bí tích giải tội. Khi tôi phạm tội, thưa cha, xưng tội 10 năm, 20 năm, nặng nề vô cùng, thưa cha, giờ con cũng không nhớ tội gì nữa, thưa cha giải tội chung chung. Thì linh mục sẽ hướng dẫn người đó một số cái tội nặng đó mà linh mục có thể biết được, giúp xưng tội xong rồi thì người đó cảm thấy rất là nhẹ. Bởi vì mấy chục năm nay con cứ muốn đi xưng tội mà ngó cái tòa giải tội thì mệt quá, không dám vô. Bây giờ ráng hết sức vô, cha đừng có la con, nói câu đầu tiên, cha đừng có la con xưng tội lâu lắm rồi. Thực sự đó đâu phải chỗ la, đó là cái chỗ tiếp đón và làm cho người ta quên đi cái quá khứ để bắt đầu một cái tương lai đến với Chúa. Và chị nói đó là, cho nên cái việc mà sau khi xưng tội đó, chúng ta có những cái cách để chúng ta làm con người mình trở nên hoàn thiện. Vấn đề không phải chỉ đọc mấy kinh rồi này kia thôi. Mà thí dụ tôi là người nói xấu người khác, thì việc đền tội hay nhất của tôi là mỗi lần tôi muốn nói xấu người khác, tôi ngậm miệng lại, tôi đừng nói nữa. Thì cái đó là cái hay nhất. Mỗi lần tôi muốn ăn cắp thì tôi phải tìm cách nào đó đừng gần tiếp cận tiền bạc nhiều để tôi đừng ăn cắp nữa. Mỗi lần tôi có thể phạm cái tội về dâm dục chẳng hạn thì tôi tìm cách tôi tránh chỗ khác chẳng hạn, thì mình, nó cuộc sống của mình nó đỡ hơn, thí dụ vậy. Rồi chúng ta cũng đừng nghĩ con người, mỗi người chúng ta đều là những người hoàn hảo, đừng nghĩ như vậy. Các thánh, rất nhiều thánh là những người tội lỗi rồi mấy ông trở lại cái thành cái người tốt à. Ví dụ thánh Phaolô là cái người bắt hại đạo Công giáo, các Kitô hữu, rồi ông trở lại cái không làm giúp ích nhiều giáo hội. Cho nên đừng quan trọng cái quá khứ. Xin tội là dẹp đi quá khứ, mình hướng về tương lai. Cho nên chúng ta cũng đừng buồn khi thấy chúng ta là người nhiều cái khuyết điểm. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ khi chúng ta làm hòa với Chúa rồi, chúng ta có một đời sống mới. Và trong cái đời sống mới đó thì giáo hội, lúc này giáo hội thường hay nói người Công giáo chúng ta, tất cả mọi người chúng ta nên theo cái quy luật tiệm tiến. Quy luật tiệm tiến là cái gì? Trong luân lý người ta nói mỗi người chúng ta không ai hoàn hảo cả. Tiệm tiến là mỗi ngày mình một tiếng hơn, một tốt hơn, một tốt hơn. Thay vì mỗi ngày mình càng ngày càng đi xuống thì mỗi ngày càng ngày mình đi lên. Thì như vậy thì sau cái xưng tội thì chị thấy nó cũng mở ra một tương lai mới, chứ không phải là vô đè nặng rồi lo ổng chửi mình rồi lo cái gì đó. Cái đó không chính yếu. Cái chính yếu là mình có một đời sống nó đi lên. Và giáo hội cũng mời gọi không lên thánh liền,
mà mỗi ngày một bước. Có thể chúng ta bước hôm nay nó hơi nặng nề hơn, ngày mai chúng ta bước nó nhẹ hơn. Và nếu chúng ta làm được như vậy thì không đặt một vấn đề xưng tội và phạm tội nữa, mà xưng tội là để chúng ta có một cái điều kiện để có một đời sống mới. Tôi nghĩ đó cũng là điều giáo hội muốn. Con cảm ơn cha rất nhiều với tất cả những điều mà cha chia sẻ về luân lý, đặc biệt là về xưng tội và chừa tội trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là sau chương trình này thì tất cả quý vị cũng đã có thêm những cái cách nhìn mới mẻ hơn, sâu sắc hơn về việc xưng tội cũng như là việc chừa tội, để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, trở thành một con người tốt hơn, đặc biệt là trở thành một con chiên của Chúa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Con cảm ơn cha. Cảm ơn chị. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Luân lý và đời sống lần sau.